Lý Thâm. Dạ, có tài hạ. Ta ban thưởng thêm cho ngươi vài lu rượu, mang về đãi dân làng một bữa thịnh soạn cho ta. Dạ, tạ ơn hoàng thượng, những cái công đức này tài hạ sẽ không bao giờ quên. Ôi dạ, ôi dạ. Ôi trời ơi, sao mình đẹp trai quá vậy? Thiệt là một mỹ nữ, mỹ nữ. Ê, cô nương, ở đây triều đình chứ phải lầu xanh. Mời trai đi ra ngoài nha. Ê, con nhỏ kia, mẹ cung nào, tỷ nữ cung nào, mày nói đi, tại sao mày vô trong đây mày không xin phép ai hết vậy? Dạ, bấm hoàng thượng, chuyện lớn, chuyện lớn. Chuyện gì? Công chúa đã bị đại bàng tinh bắt đó. Cái gì? Đại bàng tinh à? Tại sao công chúa lại bị đại bàng tinh bắt cóc? Chuyện là như thế nào, kể lại đầu đuôi ta nghe coi. Dạ bấm hoàng thượng, thì thiếp và công chúa đang đi dạo ở sân vườn. Đang ở sân vườn. Rồi một con đại bàng tinh bay xuống bắt cóc công chúa. Đại bàng tinh bắt cóc công chúa rồi sao nữa? Nó lại bay lên phía bắc. Ôi, nó bay lên rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Nữa? Kể ta nghe coi. Dạ hết rồi hoàng thượng ơi. Ôi quỷ đình là kể chuyện trước quốc thiệt chứ. Kể chuyện nhỏ xíu à. À, mệt thiệt luôn á. Bây giờ sao đây, làm sao mà cứu công chúa đây? Bổng hoàng thượng, thần xin được ra về. Vì bây giờ triều đình có rất là nhiều chuyện xảy ra, hoàng thượng sẽ cần phải đi cứu công chúa. Tại hạ xin về trước ạ. Bảy 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 ơi, chết, lui lại ơi. Bảy, khùng quá. Nhận tiền thưởng rồi về đâu được. Dạ, thần không dám, Nghe lệnh của ta đây Lý Thông. Dạ. Ta phong cho ngươi làm trừ yêu đại tướng quân. Hãy cùng bốn cận vệ tài giỏi của ta đi cứu công chúa về cho ta. Nhanh lên.